Hiện giờ Phật Thánh Tiên đầu thai xuống mang cái thân người rất là nhiều ở nước Việt Cho nên tất cả các quý vị ấy, ra đường ấy, đừng có thấy ai ăn mặc dơ giấy hay nghèo khổ mà coi thường họ Không có tính có bề ngoài được Nếu mà mình mà phạm vào một cái vị nào đó Bồ Tát hay là Thánh Tiên là xong luôn Mình mất phước và mình có thể tôi cho nên bây giờ ở ngoài đường Việt Nam nhiều vị lạ lùng lắm nhiều chuyện lạ chiến tranh sẽ xảy ra lúc nào chú có thể tháng tháng này có thể nha mai mốt như kiểu ông trăm đứng giữa mình mình nói ông thắng thắng toàn thế giới nhưng mà giờ vô vi chuyển cho ổng chậm lại chút nhưng mà ít người chết nước Mỹ không có chia đôi mà hữu hiệu hơn. Mơ thấy đức thầy là sao chú? Đức thầy nói gì mơ thấy? Nếu mà tả bây giờ nếu mà tả đúng thì Kiệt nói là, là là cái đó là đúng. Thì biết được cái chân tướng của sư phụ nhìn sao, Kiệt nói đúng, chứ còn nói mơ thấy nó không có phải đức thầy không có nhìn giống cái hình bây giờ cũng tương tự như vậy nhưng mà không có giống như vậy nha con xăm dấu thiên tâm trên tay quá ngầu luôn giỏi á nếu chiến tranh xảy ra thời gian có dài không tốc hành lẻ lắm vài tháng à thì Linh có chia đôi đất nước việt không nếu chia đôi thì Phật thánh tiên đâu có nói là mình không có được trả thù tất cả mọi người hiện giờ ai làm ác đây nữa đó cũng để về trên trên xử cái người thế gian mình nó không có xử quốc gia cũng là con của trời Phật cộng sản con của trời Phật quốc nội Việt Nam cũng là con của thánh tiên hải ngoại cũng là con rồng cháu tiên cũng là một hết mình không có tư cách gì mình xử lẫn nhau đó. chuyện đó để làm sao cho từ từ trên xử mình chỉ mà lo ngày thay đổi và tiến tới cho lẹ để đất nước được cho dân bớt khổ thôi chiến tranh có gây thiệt hại lớn không lúc nào chiến tranh cũng có thiệt hại nhưng mà những cái người mà cái nghiệp nặng đó sẽ mệt đó có tổn thất chú ơi, lịch sử Việt Nam bị tàu đốt sau này người tàu người Việt ấy, đã qua bốn năm nghìn năm nó cứ như vậy hoài mà khi nước tàu mà nó 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 mà nhập lại thành một khối lớn như vậy á thì nó điên hiếp nước Việt mà khi nước nó mà tan rã ra chia năm xe bảy á thì ở đâu còn sức đâu mà nó nắm hoàng sa trường sa mình chỉ cần ra mình lùa nó như lùa dịch thôi kiểu nó như vậy ấy. mà cốt khỉ nó vẫn quần cốt khỉ cặp giấy mà sức mạnh bằng cái miệng chứ đâu không có thực tế cho nên cho nước Tàu cơ hội Nhưng mà nước Tàu quá tham Cho nên thành ra tha, tham Thành thăm Như cả thế giới đâu ai chơi nữa Lấy gì đâu làm ăn Dân khổ Nghĩa thế giới sau này có bao nhiêu nước 33 nước Làm sao để tạo phước khi mình Ở nhà chú Bây giờ nè có mình có hai lon gạo thì mình xếp cho nhà kế bên một lon chứ đừng giống như bữa kiểu bà kia ở ở cái làng gì ta trên cái video tự nhiên cái bà được lãnh triệu mấy còn dân cả làng lãnh cho chai không được bà là trưởng ấp mà được chính phủ tặng bà một triệu mấy cho chống, chống covid còn dân không ai được gì hết chắc đó mấy ông dùng một câu chuyện để mà lên báo còn muôn trùng khác đâu có ai được lãnh gì đâu có nên chồng khoai mì không nhớ chồng